Chính chủ cần bán chung cư mini cho thuê có diện tích là 43 m², hướng là hướng chính đông, nằm tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Khu chung cư mini rất gần với các trường đại học lớn như trường Bưu chính Viễn thông, trường Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông Vận tải, trường Xây dựng. Nằm ở khu trung tâm đông dân cư, đầy đủ tất cả các tiện ích tiện năng, rất là tiện đi lại, gần xe buýt. Đây, tôi đang đứng ở trong phía tầng 1 của toàn bộ khu chung cư mini này. Thì tầng 1 là sẽ được thiết kế là sẽ bao gồm là một phòng vệ sinh chung. Một phòng để ở. Đây, chúng ta đang ở trong phía phòng để ở này. Đấy. Phòng để ở thì diện tích là khoảng tầm 15 m². Đấy, sẽ có khu vệ sinh riêng. Đây là khu vệ sinh riêng. Đấy, có đầy đủ toàn bộ lavabo này, bồn cầu và thiết bị vệ sinh, rất là đầy đủ. Đấy, chúng ta có thể ở hoặc là cho thuê, rất là tốt. Đấy, và ở tầng 1 này chúng ta sẽ có thêm một cái khu vệ sinh chung đây nữa đây. Đấy. Và đây là cái sân để cho chúng ta để xe. Toàn bộ khu chung cư mini này của chúng ta là sẽ có một cái giếng trời ở phía bên ngoài, nên để lấy ánh sáng và lấy không khí. Tổng thể toàn bộ của ngôi nhà đã được thiết kế là sẽ bao gồm 5 tầng và sẽ được chia làm 9 phòng để cho thuê. Đấy, sau đây tôi sẽ mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Đấy, tầng 2 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm 2 phòng riêng biệt. Đây, ở phía bên trái thẳng cầu thang đây là một phòng riêng. Đấy. Diện tích rất là rộng, được nát bằng gạch granite vân gỗ, rất là sạch đẹp. Toàn bộ hệ thống sơn, hệ thống điện, dây chờ mạng và dây cáp đã đầy đủ hết. Hệ thống ống chờ điều hòa, có cửa sổ mở phía ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí, là sử dụng là cửa nhôm kính Việt Pháp. Cửa thông phòng là được sử dụng là cửa bằng gỗ niêm nam phi. Và bên ngoài đây là khu là sân phơi. Đây là khu ban công sân phơi. Còn đây là khu vệ sinh. Đấy, khu vệ sinh là sử dụng là gạch ốp nát là 30-60. Thiết bị vệ sinh và sen vòi đã được thiết kế rất là đầy đủ. Có cửa là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đấy, thiết kế của căn phòng rất là hợp lý. Và cái giá trị mà hiện tại như theo khu vực này thì chúng tôi đã từng xây và đang là cho thuê, là một căn phòng như thế này là chúng ta sẽ cho thuê giá trung bình khoảng tầm từ 3-4 triệu một căn. Đấy, và đây là căn phòng phía bên trong. Đây, phòng phía bên trong đây. Phòng bên trong thì là với phòng bên ngoài là diện tích nó tương tự như nhau. Đấy, chúng ta sẽ có một phòng. Phòng rất là rộng. Cả gia đình là chúng ta có thể là sinh hoạt được. Và đây là khu vệ sinh. Khu vệ sinh cũng rất là rộng rãi. Đã có đầy đủ hết toàn bộ thiết bị vệ sinh và sen vòi. Và ở mỗi tầng là chúng ta sẽ có thêm một cái khu phụ ở đây nữa. Cái khu này là của chúng ta là sẽ để máy giặt. Đấy, thiết kế là ống thoát nước và đường nước cấp. Ở trên tầng 3, tầng 4 và tầng 5 thì cũng sẽ có thiết kế tương tự như ở tầng 2. Mỗi tầng chúng ta sẽ được chia làm 2 phòng. Đấy, một phòng phía bên ngoài và một phòng phía bên trong như ở phần trước của video chúng tôi vừa giới thiệu. Đấy, đây là phòng bên trong. Và đây là phòng phía bên ngoài. Đấy, tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà được có diện tích là 43 m², có hướng là hướng đông, được thiết kế ở trong khu vực đông dân cư, gần trường học và gần bệnh viện.
được thiết kế là 5 tầng và được chia làm 9 phòng trọ để cho thuê, 9 căn chung cư mini để cho thuê. Mọi người có nhu cầu và đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 7. Mọi người có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, em Ánh 0983013403 hoặc số Vina 0888041444. Mọi người có nhu cầu cần mua và theo dõi thêm nhiều bất động sản khác, xin vui lòng like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi những cái bất động sản mà chúng tôi đang là chào bán. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.